tay người tinh thần như thế là hay. Anh Hoàng Phạm được xem lại cho em xem nào. Alo. Anh đang đừng quay video vật tay. Em đang làm gì đấy? Em được về rồi. Dương đang về để mà hỏng. À, mì, em tưởng mình mì. Rồi, em xuống vui đi nha. Hôm nay chưa đến mỏi, lượn nhiều chưa? Em bảo là video này bị lỗi, xem được. Rồi, đi go. Anh Hùng ơi. Rồi, Quân đâu rồi? Anh Hùng. Anh có máy, anh mở ra xem có xem được video này không? Anh thấy không thấy nữa rồi. Bây giờ anh mở đi, em vừa phát lại đấy. Anh bấm vào xem nào có nhìn. Em được rồi. Có bảo không xem được là nào. Em được rồi, nhìn thấy rồi. Không cần vào album vẫn xem được à? Ở trong ngoài nhân xem được gì? 12 người xem này, 14 này. Đúng rồi, đúng rồi. Ok anh nha. Thế mà anh bên nãy mà không xem được em phải xem lại. Anh like cho một đống như này. Phải thả tim. Anh em vào đi. Quân ơi, vào đi Quân ơi. Để anh. Ôi hùng này. Quân ơi vào đi. Đó nó cửa. Quân ơi, vào đi Quân ơi. Đi vào xong. Trong bài thôi. Cường quát đi em. Quân gặp bên này là chỉnh vai nha. Quân này. Đá Hà Nội là solo liền bạn ơi. Anh kén chân xem em video nó có bị lỗi không sao? Thầy mấy anh bảo video bị lỗi nhỉ? Ok anh nha. Mấy hiệp rồi. Mỏi quá. Ta nhạc nhạc. Tùi kìa. Hết đi cô. Anh đen nhưng mà hôm sau anh ngồi. Không có trắng lưng ngu ra nhỉ. Quay. Rồi. Chưa. Nhiều hiệp rồi. Đổi bên đi. Anh Hoàng Phạm vào xem em được không? Hết đi cô. Tập 25 thì phải xem ngon. Xem ngon ok anh Hoàng nha. Tập 25 thì phải chiến thôi anh ơi. Quân ơi, Quân anh nghỉ tí gặp cậu Adidas kia. Đây gặp cậu Đông Anh này. Đông Anh nó tan á. Đông Anh nó cắt. Để Quân nghỉ đi đã chứ. Quân vào đi. Đi go. Cục dây. Siết chặt vào em ơi, không phải dây nó lỏng. Thằng Phúc chết trôi ra rồi kìa. Phúc ở Tân Lập. Thằng là chết đọc bánh nam ấy kìa. Thua đang mạnh một cái nước rồi. Rồi kìa, nó đứng sau kìa đấy, nó cười đấy. Ơ, mà trước mà bật rồi gì nữa. Nó thua đang mạnh một cái nước. Mạnh nào? Mạnh lưu ấy. Thằng mạnh xăm xăm mà nó đầy tạ khỏe lắm rồi. Không kể là nhiều đồng chí đẹp phải không? Phòng em đó. Đẩy tạ tư.
đi không? Kích anh đẩy bao nhiêu? Chúng đẩy là 6. Tiếp. Người anh ít cân đẩy tại 6 nhỉ? Cảm ơn anh Thuận Hòa nhá. Đây có tuổi rồi anh xuống xuống. Giờ đẩy được ta tư không anh? Anh là vấn đề là ta tư. Ôi. Nhưng mà ta nhiều lắm. Tới tay mấy con tay trái 3 phân rồi. Tay bang em xong này. Thôi thôi thôi. Thôi thôi thế rồi. Vào tay chơi tạ thì được nhưng mà vào tay kéo lúc. Đấy phải luyện vào tay nhiều. Đúng rồi. Vào tay nó khoai. Có cái anh ở chỗ đấy, anh mà lần trước lên thì anh phải quay. Thằng Hạnh, ngày hôm nay nó như nào? Đấy, ông này quay thật. Vừa xem ấy, vừa xem vừa làm rồi vừa xem ấy. Không biết được, em không này chưa đấy anh nào. Hôm ấy đánh quân thua ấy. Vâng, em gần thua ông ấy. Nếu mà đánh khỏe, nếu mà lúc đầu tiên đánh xem. Đấy em thua đấy. Cô chú liệu đấy. Anh ấy mạnh mà. Mạnh đấy. Cổ tay quân tốt nhỉ? Tốt, rất tốt. Xuống người thoải mái anh ơi, cái cùi trỏ ở trong đệm mà được chạm là được, còn người thích làm gì là mấy đồng chí một chân chạm đất nữa ở dưới sạp tí. Chịu luôn thôi anh Ken Trần, anh thành mạnh lắm, cũng giao lưu vừa chơi tạ vừa vào tay mua màn được vậy đấy, lên đấy vừa ở dưới Hải Dương nên cũng vừa vào tay, vào được anh không? Anh thua quá, anh em vào được anh Hạnh không? Anh đua anh không vào được anh. Ông Hạnh khỏe nhỉ? Tại nó khổ thế. Công nghệ ông này khỏe thật. Nên động cơ Thái Dương thì kính để về tạ. Nhà anh có gần Hưng Yên không? À có gần Bắc Ninh không? Gần. Từ Sơn Bắc Ninh rồi. Ừ, Từ Sơn anh cũng gần đấy. Từ Sơn à? Ừ. Anh từ chỗ sang đấy khoảng độ chục cây thôi. Xa rồi. Đấy rồi. À, 15-20 phút là tới được. Thế mà không để xuống chỗ anh Dũng chơi. Dũng đấy hả? Dũng đây chẳng đến đâu nhỉ? Vâng. Rồi. Phạm Kỳ Dũng. Ok anh. Hôm nay anh Dũng đi đâu vậy? Cũng chủ câu lạc bộ. Anh vào hội Việt Nam Amrating xem luật nha, trong này có hội có cái bet đấy. Hình là cơ Việt Nam. Có luật bật tay trong đấy. Là đội Hải Dương đứng mà mở ra đấy. Cái đội xà dưới sạc nó lên chỗ anh chơi. Đây này hội anh Cường này mở giải. Đang ở đối diện cổng công viên Cầu Giấy anh ơi. Thành đúng rồi, Thành nhiều rồi. Đây Thành nhiều. Huỳnh đâu vào giết anh Cường ấy. Thành đấy, Thành Đồng đấy. Thành nhiều rồi, cái đấy. Tay trái anh. Trận anh Thành Nguyễn và anh Đồng Nguyễn. Ơ anh Hùng em lại không mua một à? Chán đời đấy. Không mang à? Thành kinh nhỉ? Thành đánh kiểu kinh nhỉ? Không, đánh tách trái anh không đánh kinh, anh chỉ đánh móc được thôi. Đồng cao đầu rồi quá. Nắm hết tay của Thành rồi, nắm hết ngón rồi. Không hở đâu, đấy em nhìn mà không hở, không bị đâu, vẫn đang đúng luật. Đấy, vuốt con cái kia đánh nhau được. Lên 70 cân nó khỏe anh ơi. Hở con cái à, hở khớp khỏe ra đúng luật đi. Đánh này không đi sau đánh chỗ khác là sao thua luôn đấy. Quốc tế. Quốc tế không đánh được đâu, đánh như đàng hoàng đấy. Bàn sát hai ngón cái vào nhau nhá, chứ không có chuyện chú đồng ấy đâu. Đúng rồi đấy. Ai ông đều muốn lợi thế. Móc hai ngón cái vào nhau, đồng móc ngón cái vào đây. Chỉ vào cả hai, vung vai ra. Móc vào thôi. Rồi. Đấy. Cái. Cương. Rồi. Xuống rồi, xuống rồi. Làm lại. Đứng tấn lại đây. Sao kia. Đan tiếp đi, đan tiếp đi. Ông ơi, đan nhiều à? Em ngồi ngồi. Đừng cầm tay thế, nó hướng nó cũng phải xuống đâu. Ngồi, anh phải lắm. Hội đa đồng, phòng chào cáo đây. Con cái và con cái chuyên trị. Hai con vung vai nè. Lệch ra thôi. Cương. Đúng rồi. Hay rồi. Hay rồi. Anh Thành thủ đây, thủ chắc vào. Hay rồi. Quá hay. Chết rồi, ngọt rồi. Thành đâu, tấn công đây. Đúng rồi. Đổi bên đi. Một về quá. Đã đúng tiêu chuẩn, anh đứng anh soi chuẩn.
con kiểu chú lấy cái ngón cái cầm cụt lại ngón cái ra chưa theo rồi thư 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 cái giữ chữ bàn ngồi hẳn xuống giữ ở dưới chân dưới hai chân hai tay vào nào vuông vai mà nào cả vuông vai chân trong rồi đẹp rồi bàn khít ngón cái vào sát ngón cái vào nhau đây ngón cái nào đánh cười nhá anh đâu ơi con gái đang xem nhá anh đâu cố lên anh cố lên hay rồi hay rồi hay rồi tay trái là thường thấy đồng nó chấp hai thằng thế nào anh ôi giời Thành ơi cố lên sao bắt đấy thằng hút được rồi đấy đúng rồi gần được rồi được còn mắt à đúng rồi Thành nó chơi kiểu của mình rồi Thôi từ từ. Rồi từ từ. Mất sức. Hay quá thì. Cái đàn chuẩn mà như thế là đéo. Cái anh đừng lên. Không hiểu thế giới. Anh đánh nhẹ. Chiếc bàn nó phải thử lắm thôi, lâu lắm nó mới trái được. Dính đất. Xe dính thiệu đến rồi. Quân ơi, quân ơi. Tham gia hội không phải vấn đề gì anh ơi, cứ ra đây là chiến thôi. Quân Lào Cai đâu? Đúng là cái đàn để ghim xuống đất. Nó phải có một cái, không thôi nó phải có một cái tầm gỗ, cái tầm sắt để ghim xuống. Nhưng mà đây cũng phải thi đấu, đây giao lưu thôi. Nếu vào đi em ơi, phải ghim bàn xuống đất. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Vâng. Kể cả ông cũng đổ cái sơn hết bàn nó hôi mai được. Chuẩn rồi. Anh quên ông ăn bột này. Anh Hùng đi làm lọ bột đi. Anh em quanh đây xem chỗ nào có gần hiệu thuốc làm lọ bột đi. Ai gần đây biết chỗ nào bán? Ra hiệu thuốc quầy thuốc tây. Rồi, được rồi, được rồi, ok rồi. Không xin nghe nữa. Anh Dũng đang cổ vũ này anh Toàn ơi. Tháng 10 anh ra thì anh nhớ là ra là cái hôm chủ nhật cuối cùng của tháng 10 bọn em mới offline nhá. Còn ra đầu đoạn đầu đầu tháng giữa tháng em không off, không offline đâu. Cái tuần thứ tư của cái tháng 10 anh nhá. Anh cứ kết bạn em đi rồi thế này em chấp nhận. Bây giờ em đang quay trực phát trực tiếp. Trốn như thế là thua. Phải xuống nè, cuột hết cả ngón của anh Quân như vậy. Không. Ông cuốt lên tất cả nửa cái ngón móng cái. Đây, đây, tay phải với Quân đi nào. Vâng, anh có gì anh cứ nhắn tin cho em rồi em trả lời nha anh nhá. Em đang quay. Ai đang quay nhau. Học không phải là Quân à? Bè em hạt đây mẹ đỏ ngon. Cuốt thêm. Đây rồi, Hà Nội rồi anh ạ. Xả cơ mới khỏe, ngươi siết vào yếu lắm. Xả ra ngoài ăn uống phải kiêng kiếp yếu lắm anh ạ, chỉ có axit chứ ăn uống khổ sở yếu. Xả mới khỏe được. Nhưng mà như thế là kiểu hai thằng nó hay kiểu ngang ngang một tí thôi. Còn nếu mà gặp mạnh hơn thì chưa gì đã chết. Thôi đau quá. Tôi phải đi ra phòng chiến. Mày gần nhà anh mày phải cứ sang bên anh nhuận với nhau. Lái ra ngoài rồi mới bắt đầu tốt nhỉ. Kinh nhỉ. Hay thật. Thua. Mỏi thôi, từ lúc này nhiều. Rồi xuống nào. Vô vai là Quân. Kéo về đây. Thôi. Thử tay sai phải Thành ăn. Em bật cho mỏi đi, ông bắt sau để vào anh vào trong quần. Vào trong mỏi đi, đừng bật xuống luôn.
Đấy, cuốn cô tay 100 cân đến rồi đây. Anh Thành, ra chuẩn bị tiếp chiêu. 5 cái bia. Chắc chắn là anh Thành thắng. Chắc chắn khẳng định luôn. Khẳng định luôn. Cuốn 100 cân đấy. Cuốn cái đấy 100 cân nhẹ lắm. Phải dốc xuống thì mới sợ. Dốc thẳng xuống này thì quái đái luôn. Anh niên CBL Việt Hồng. Đâu ạ? Đây ạ, anh Cường. Bên phải là anh Cường và bên trái là anh Thành. Chặt tay phải. Siêu kinh điển. Buộc chặt vào nhanh Hùng nhá, như thế giới nhá. Chặt. Dữ dội luôn. Khủng bố luôn. Ông ánh xả sao mà to đấy. Anh nghỉ tập nó mới ăn nhiều mới lớn người thật. Anh đầy cái đồng suốt rồi. Bự quá. Giết chặt chưa anh ơi? Thờ đỉnh và các kiểu đấy à. Vai vuông các kiểu đấy anh ơi. Còn nếu mà tay thì tay cổ tay đi. Cổ tay cầm cái này cũng đặt cho này. Này được chưa? Chưa cười. Nào. Anh chỉnh bên này, anh chỉnh bên này nhá. Siêu kinh điển. Có móc rồi. Có móc rồi. Hay quá. Anh Thành cười rồi. Không thành kinh rồi. Rất hay. Những trận đấu siêu kinh điển. Hoàn ngồi thấp đầu xuống đi. Na đát bị zone. Cương lại cổ tay thì chưa thua ai đâu. Quá con rồi đấy. Cong vào này nếu ăn được con. Cong được. Đúng rồi, cường đi vào xuống là được. Kinh được. Đúng rồi. Cứ thế là xuống được. Kinh vào vi rồi. Kinh rồi. Kinh rồi. Chuyển móc sang kinh. Lại đi cường ơi. Chưa được đâu anh ơi, em để hẳn video đây rồi. Cứ khóa này cường ơi. Mỏi quá, mỏi. Nhả lấy đá giật cứ em ơi, nhả lấy đá giật. Thôi mỏi quá. Không công anh Thành. Mỏi lắm thì mỏi. Kinh đánh được mỏi lắm rồi. Nhiều kinh đang chờ tưởng chờ được. Cùng bố luôn. Thôi. Anh ơi. Cho em một nước anh em khát nước quá. Anh quay đường đi. Không biết được. Mẹ cổ tay 100 cân vì mẹ quấn khủng khiếp. Mẹ đan cũng được cái đan anh ơi. Người cổ tay anh ơi. Ép được liên tục. Không được cương sẵn nha anh nhá. Mất cổ tay luôn à? Thấy là mất rồi. Mất cổ tay này. Chưa buộc. Bàn tay của ngắn quá. Bàn tay của ngón ngắn quá. Đều tí bằng mặt rồi. Em phải chi một cường. Có thể anh Đông toàn cho anh em mình. Tí thẳng mặt. Đây là cuốn cổ tay 100 cân. Anh thua, anh già thua. 100kg là còn không tính đòn. Mày phỏng vào đây, Thành tiếp đi. Thành ơi, Thành nói tiếp đi. Nói tiếp đi. 100 cân sợ. Anh em thái nguyên không có ai. Dẫn vào đây nữa anh. Cười giống rồi. Cố lên anh ơi. Thôi thôi, anh già rồi. Chú cổ ủng hộ nhá. Nếu anh thua được. Cố lên anh Thành. Nào, cô Vũ nhà bảo. Anh thua bao hiệp uống bao cốc bia. Anh em tay bắp thì nhỏ lắm, anh chỉ có cẳng với cái cổ thì to thôi. Cương. Trăm cân có tác dụng. Trăm cân thứ khác ấy. Đúng rồi. Kinh vãi. Nhà bà thôi. Nhà báo đấy. Nhà báo ấy. Nhà báo đấy. Trước báo chí. Báo chí nó đang anh phui. Chân dài để ra ngoài thừa thế nhỉ. Sướng thật. Nào thằng của đây nè. Để luôn ra em. Không được cương sẵn nha anh nha. Hai anh nha. Có video ăn người nào. Có video mà. Dên luôn đấy. Thua thật đấy. Đấy là dự định ở nhà là đấy là tôi thật là trong video là ăn 100 cân. Chân này có kết bia không nhỉ anh nhỉ? Không. Mua ba cốc. À này bắt đầu á này anh Thành á này. Khương. Á này. Ôi lên dựa. Xuống rồi. Thôi. Xuống rồi. Trăm cân. Anh Thành. Trăm cân nặng lắm. Kinh vậy. Chủ động. Đấy, anh Thành bắp giật. Bắp giật loạn. Sự trở lại mạnh mẽ đấy em ạ. Rồi xuống luôn. Quá mạnh. Thôi rồi để anh Đồng vào đi. Còn em thì không ai bắp bồn cả. Còn em bắp chỉ tầm độ 42 đổ lại thôi đây này. Anh Đồng 42 thôi. Còn cái cổ tay có nghỉ không? Có nghỉ không? Cổ tay 21-22. Anh Đồng vào luôn đi. Rồi nghỉ đi phải đi. Cái trái. Anh tìm được người đã từng thắng. Không, tay phải mạnh anh Đồng. Cái trái. Nhưng mà cuốn được cái cổ tay này. Anh Đông quấn nó phát là giữ luôn. Thì anh Đông thử này.
nó không sợ xoắn nhiều không làm nữa. 400 cân cơ mà làm sao mình chơi được 400 cân cân cho này để lùi ra. Đặt dài thế, tập ghê chưa? Đấy để em âm thầm luyện đấy. Lên núi ấy. Hôm nay ông toàn mà thua thì buồn lắm. Đúng rồi đấy. Mấy bạn tay tập nhiều cẳng tay với cả cổ tay ấy. Rất ít đi tập tập bắp tay. Bắp tay tập mình thường ít lắm. Tình thoảng mình tập. Cường thằng này à? Mở ngón ra. Trong cơn nó buồn đẩy đòi những cái cuốn của ta nó quăng 85 anh bằng nào bằng cân anh ngoại hạng rồi đánh ngoại hạng rồi tốt rồi tốt rồi tốt rồi tốt rồi anh toàn với tờ bao nhiêu cân 85 à bằng cân luôn đấy tía bạn đánh tay chả alo alo mua 10 cái alo vâng không có rồi. Không được gồng, không được căng, không được căng lực về trước. Thế phải bảo trọng bảo trọng tài phải về thoải mái mà. Bây giờ anh bảo là căng này em mất thương ngón em bật gì nữa? Không phải đâu, không phải đâu. Em phải bảo họ không được phép căng. Ô nằm ngón cái vào anh. Mình không được như thế. Ừ. Mắc hỏi. Em ở hướng ngán sơ. Anh tay toàn to. Vâng đúng rồi. Ở tay phải bắt hùng, tay phải được không? Còn đây không phải áo của hội anh ạ, đây là áo của bọn em team các tỉnh ấy, chứ còn chưa có áo của hội. Hội và tay miền Bắc chưa có áo. Đúng rồi. Đông vào đây. Thôi cho anh em cầm tay cái con. Không để anh em nó mặt nữa. Sau để. Thoải mái đây anh ơi, thoải mái đây. Giao lưu mà. Thằng cổ tay ra cả hai. Thằng cổ tay ra chưa được. Đó ok rồi, cổ tay ok rồi. Ôi kiểu gọi mất cổ tay kinh nhỉ. Mất cổ tay. Khỏe đấy anh Thành. Tốt khỏe, đạt tôi khỏe lắm luôn. Ông anh chưa mất cổ tay luôn. Cổ tay mình luôn. Anh đạt móc cũng khỏe lắm, không phải đùa đâu. Đấy. Tay dài kia. Kiểu đấy thì trọng mới được. Em phải bây giờ em phải quận ra được. Quận luôn. Quần luôn nào, anh thử quần luôn đi. Cái anh mới cả toàn đơn. Anh đạt. Thử quần luôn nào. Phát sau thì hãng tốt rồi, quần luôn đi mà. Chưa có anh ạ. Bây giờ có anh em thông báo lên hội bật tay mà. Làm như anh. Em phát từ đầu đấy ạ. Anh phát từ đầu, em có 3-4 video ở trong kênh trên trang cá nhân của em. Cứ là trang cá nhân là có mà. Tại video này bị lỗi. Không, cái này là cái sau rồi, cái này là cái cuối cùng, cái thứ 3 rồi nó bị lỗi. 1-0 cho em đạt. 2-0. Cái này là top hay móc này anh? Top, đây là top. Giờ anh đạt móc đi, móc thử em nào. Vừa top bây giờ móc đi. Không, mình cứ thử đi, mình giao lưu mà. Đạt đánh móc cùng à? Các chiêu. Cùng móc nào. Bây giờ nhiều anh em trẻ khỏe quá. Một tí nữa em. Đấy, móc đây. Móc. Móc một căng hơn. Móc còn một tí nữa thôi chứ được đâu. Top đi, chuyển hướng top đi. Thôi, xuống rồi. Đây em quay đây mà. Móc như thế là chuyển Anh cảm ơn anh Thuận Hòa nha. Không bật được. Mọi người khỏe không bật được. Chơi hết. Chơi hết. Mình chơi cho nó vui chứ có phải là. Nhìn vào đi. Bây này cậu ra lần với cậu này đấu với nhau đi. Em. Đấu với cậu này đi. Đâu. Anh em nhau với nhau. Đó, nhà nào ngày nào mình bật với nhau. Anh ăn thịt gà cho anh nhỉ? Tới tài tử. Dạ. Ai quán đấy? Anh đi đây không thích vào quán đấy, một lần mình bị ở quán đấy rồi không muốn vào quán đấy. Quán đấy ơi. Mà lão quá. Quán chưa? Còn bên đây không? Một đánh nhanh chưa? Nhanh nhá. Đánh xuống anh ơi. Quán kia. Tay kìa. Chưa được. Được. Được.
ngon lắm, bấm lên rồi. Giờ đi go. Thử tay, thử tay. Hành ngon yếu sao ăn được tốt. Ngon yếu đeo đúng đấy à? Anh Xuân đi nhỉ? Lâu lắm rồi. Vui rồi, vui rồi. Tới đánh hay, tới đánh đánh chế đi tới. Đánh tốt phải đi. Tới tay tử. Chơi đi, nhớ nhớ tới nhé. Hết sức vào. Không được ái ra. Em đánh trước đi. Không giải đâu, không giải đâu. Anh Hùng đâu? Anh Hùng, anh em cái dây đi. Chạy muốn lên TV rồi. Bình thường thôi. Bây giờ hội về đâu đâu ông tới? Cháu vật già. Đau vứt một thế mà thành Nguyễn mà đều đau đầu. Ông Toàn nó không đau. Ông có xuống uống tiếp một trận nữa ở dưới chỗ nhà anh Tùng này. Anh về đâu gần chết. Em tối hôm đấy em đây nào. Đúng là 6-7 giờ tối. Em về em đi đang mà dịch em ngủ, đang mà dịch một lúc rồi. Trang mà dịch hả? Em đi đường Mỹ Đình ấy. Sao? Đấy, thế mà không cởi áo từ nãy. Khủng thế mà không cởi áo từ nãy. Thứ nhất là nào? Go! Đúng không? Anh gặp Xuân cái này. Anh Thành. Tôi gặp chú Xuân. Xuân Trần. Tay anh mỏi rồi, nhưng mà thôi cứ gặp. Vì hôm nay mới xá rồi. Buộc luôn nhỉ? Phải buộc. Ừ, không phải buộc. Các anh không phải anh đùa nhá. Hai bác già. Độ xinh đẹp thế. Ôi anh Thành này kiểu gì hết lực. Kiểu gì mà hết lực à? Anh thôi. Thành thua rồi, anh Thành thua rồi. Anh Thành thua rồi, chắc chắn rồi. Một giây là thua luôn. Đây là còn chưa đeo kính vào đấy. Mày gác lên tóc. Tay em dài quá. Anh xoay tay thôi, bấm vào tay anh. Bóng tay của anh Xuân lúc nào để nhớ bài của anh Thành. Quên cấp. À, con của nhà vô địch đấy. Đấy. Anh Trung Giang đâu rằng cuối cùng. Bố này đấy, giờ anh đi ăn sáng anh lại được đi được này. Uống lương con, uống lương. Bất ngờ. Anh Hùng gọi điện đặt đồ ăn cho anh Hùng ơi. Gọi điện đặt đồ ăn chưa? Chưa. Gọi đi. Thôi một gọi thôi anh. Em xóa số thôi. Anh ra đây em gọi là ngay gần đây này. Trước anh lấy số đấy. Khoảng bao nhiêu nhỉ? Khoảng 20 đi. Mọi lần 20 cứ khoảng 20 cứ bảo khoảng khoảng đấy. Và anh bảo luôn chạy ra đấy. Vâng. Bảo nó có lọ bột thì cho luôn. Go. Buồn đái quá. Thôi, không già. Chú trẻ hơn anh nhưng mà già hơn anh. Quay cho cả đường đái. Buồn đái quá. Đây tay phải với con này đấy, chiến luôn đấy, chạy đi đâu thầy ơi. Go. Mỏi rồi. Đánh cái trái phải mấy phát thế căng rồi. Thôi 100 cân tháng sau gã anh Thành chép bia đi. Hôm nay về cho 120 cân một luôn nhá. Tuột không công. Kiểu gì cũng tuột là hai ông đánh chứ. Móc đi xem nào. Đặt móc vào cái trái nào. Em trái này không bánh móc được. Thôi quen. Đây bàn xe tốt không em?
Tao hỏi tên con kìa. Nhi, nói to lên, Nhi Đồng. Nhi à? Anh Hùng lấy rồi đúng không? À, hai cái, rơi kiểu muôn cổ tay nhỉ? Đặt không lên. Không lên được đâu mà. Tôi đây, tôi đây. Người em ngắn hơn. Vâng, đánh với anh Thanh Nguyên tay trái đi không? Đánh rồi, lúc đầu đánh rồi. Lúc này hai nó ngon rồi. Hai nó ngon rồi. Thôi, anh nữa à? Tôm trước lại thua. Hùng nó cổ tay nó dẻo lắm. Vương cổ này vẫn ấn được. Vẫn được vở rồi. Đó phải đỡ như này em ạ, đỡ như này khỏe này. Mà đỡ này em này. Tàu trước tàu rồi. Anh đứng ra ngoài một cửa dây, đứng ra ngoài cửa dây. Đánh với ông ngang sức mệt lắm. Thằng thua thua hẳn nho nhanh. Tay mỏ. Người nó gầy quá, người về về. Này mỏ à. Toàn về đổi đồ chết đi. Áo em mặc được mấy năm. Anh xem lại anh mặc còn đùi đây. Lúc đầu thì nó cũng thế. Nó này hết số à. Không có máu Thôi tốt rồi. Chỉnh ở tay tới đi cho nó thoải mái. Thôi kéo về, Anh cho mình làm kèo cho anh Sơn nhỉ? Đâu? Em yếu rồi, em yếu lắm. Đây, cho đây. Rồi. Đấy, đúng rồi. À, đây, thử đi. Đây, cho lại phát ạ. Mấy năm là gì ạ? Mới tới ạ. Luôn. Hai năm rồi. Điện giật đấy, đánh nhanh lắm đấy tới ạ. Nhanh lắm.
Đâu thế để mất thấy họ lùm lại mình đang xé bọc mình quấn lại luôn. Mời đến, mời đến và cầm để họ sút vào luôn để anh nhìn đường em cơ này phải chiến tiếp thôi khỏe Nó lấy đà, nó giật, nó lấy đà, nó dài, khó. Ban để giật vả giả luôn, đừng giữ liên tục. Tấn công bao giờ mới được thắng được đấy. Đúng rồi đấy, chít liên tục, không có nhả nào. Cứ để bình thường. Ôi giời, ra cái bàn, ra cái bàn, ra cái bàn nó rửa lại. Miêng bàn, đấy luôn đấy. Không bị yên bàn. Mạnh. Cái này vẫn đang vẫn nóng thành như vậy. Lần có chặt gì đâu, phải là quen. Quay lại đi. Quân vào thế nào, quân vào gặp trận hùng chát thế là bây giờ trên tàu chiều ngồi đà mà
cười đồng hồ. Xuống đấy gồng nó lại vướng đúng không? Hôm qua mà.
Đánh nhanh mà lại để mất chỉ vài. Huy công anh à? Hôm nay trong 3 tháng trong phòng mình. Tôi sáng không phải. Trong này diễn ra kể đây là nó khác một toàn. Bắt đi rồi. Cục chày. Chặt không? Được chưa? Ổn chưa? Lâu lắm anh không đi đúng không? Trước anh có ra đây không? Chợ mới ăn nhỉ? Vâng. Đúng loại công trình. Nắm thế này gần thế nào nữa? Nó hử hẳn gần đỉnh em. Nó nắm tụt hẳn thứ. Ôm dưới. Cua rồi, câu này cũng nhả rồi. Bầu tay người ta to hơn. Go! Tôi cho anh ra cho mặt. Quay được không? Nào, nhìn ít người xem quá. Cứng kiểu này sao cây. Okay. Anh kia là chắc đốt rồi. Đấy chắc đốt đấy. Bố của mình muốn cái gì rồi. Buộc dây đây anh ơi. Ai tốt. Mặc luôn đi anh. Mặc luôn. Một chục cái liền. Nhìn cái áo này còn chưa giặt lần nào mà xuống lông đầy người. Mà máy cứ cầm ngừa thì giặt nó điện thật à? Giặt nó đỡ ngừa á. Bênh trước nha. Bênh đang bênh. Nhanh đi ngoài người. Ôi ôi ôi. Thật đấy đùa đấy. Chị. Cái giày vẻo quá. Nhanh lên thì nó tùng nó đang chuẩn bị vào. Nhanh lên thì bóc đi. Bóc đi. Bây giờ bóc đi. Thôi được rồi. Thôi được rồi. Ra đi để anh kết nhập. Anh hùng là thằng này. Thằng bắt. Thích chỉ thượng. Anh từ từ để em ngọc. Anh hùng đâu phải ra tay đấy. Vua tí bắt uống ạ. Hai công hiệp. Thế nào cứ mặc cái áo đỏ hôm nay dễ thua nhỉ. Cứ mặc áo đỏ là thua. Chết. Áo đỏ thua. Chết rồi. Mấy ông móc thẳng là thắng không ạ? Kiểu cơ đật dị không? Tại vì chưa giặt thì sao? Chết. Ôi Hồng ơi. Cởi áo ta bật đây. Cởi áo ta bật đi anh ơi. Cảnh đi. Cảnh đi. Đói rồi. Không túm được. Tuột dày. Đói rồi. Giặt được miếng. Em bắt cho nào. Quần rồi. Mặc áo rồi. Mặc đẹp đấy. Là vật. Đây bắt phải em này thua rồi. Cảm ơn anh ơi. Ok, go. Thôi thua rồi. Ngồi ra đi em trả xù cho anh em Hà Tây. Tí cái ngón cái nhá cho lòi. Mày không có áo thì mày vào đi tí. Có áo vào là thua hết rồi. Anh Hùng ơi xong lấy cái áo nhá. Lấy. Mẹ toàn lông. Ông quay lên đây xem nào. Ừ, mày bỏ đi. Top phết. Áo chưa giặt lần nào toàn lông. Thì có thể giặt.
mua 10 cái. Anh cho người ta quay. Đấy, cho anh em quay. Để cho em vừa xuống thế của anh nhiều mấy túi ăn mà. Đây là túi ăn mà. Đam lấy cho anh cả. Đặt hàng cho con. Ổn một con sắt áo thua hết rồi. Anh áo đỏ rồi. Thôi. 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 Được rồi, anh luôn. Một cái là không đánh được. Đổi chiêu. Được không? Anh Hùng, anh dựng lên ruột phải ngọt xuống. Đấy, anh Hùng này đánh tốt đấy. Đấy. Đã thế mới đả cài. Lúc sau nó thử vào phép. Cho
Cầm vào cái vòng kia ở đâu? Cầm vào cái vòng kia ở đâu? Trừng kéo cái dây bạc xuống. Lấy đi. Tới mày. Anh gặp nó bao lần trượt lên rồi anh. Đợi chưa? Anh đánh cổ rồi. Không. Thôi rồi. Cho anh gặp cái lâu lắm rồi. Một phát thôi nhá, xong để em nhá. Không. Ôi móc cái đấy. Một phát. Đấu lấy bàn đi. Áo đỏ dễ thua lắm. Ôi giời. Vào đi ạ. Đến giờ vừa áo đỏ rồi. Đây ăn đây, ăn cậu này. Của thầy. Thành quay à? Đang quay. Ngoài tên này chiếc đầy trắng lắm. Anh đi sợ à? Lại thua. Ngay về nghỉ phải tập mấy tháng. Anh hùng đang chắc ngực to rồi. Ôi lấy đà đéo được như bang đâu. Càng lôi càng bị mất cổ. Thua. Ăn thẳng hay thua? Thua. Thua. Thua.
Không được cướp sẵn, phải thả lỏng nữa. Anh em em tiếp trình đỉnh, anh cầm vào đi. Nhiều người không kéo được. Ai rồi, đỉnh rồi. Kéo sợ phát đấy. Go! Cổ tay khỏe. Thôi, cổ tay bắt này, tốt đéo chịu được. Anh em đánh cái. Anh còn xoáy được không? Xoáy được không? Có biết tay xoáy không? Có, không xoáy được không? Sợ gì, chiến đi hết mình đi. Anh mỏi lắm. Anh ăn được. Thôi em xoáy anh mỏi. Bắt đầu thôi. Xoáy ra. Thôi, khúc đồ đi vào anh bắt nào. Thôi, Huỳnh thôi, đi vào. Để cho em anh mà bắt được hai gì. Thật ra. Huỳnh đâu rồi? Hai thằng con này. Cô bay đây. Em lâu ngày rồi. Hai phút gặp nhau. Ở đây. Không có bột trả lời. Không có bột thì thứ ba chuyện tới dài rồi. Mình chỉ à chết rồi. Chết rồi. Gần gần. Gần gần. Đánh đúng kiểu này luôn. Đều. 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 Thôi đi anh ơi. Đúng rồi. Không ai đây. Thua. Cứ bắt để cho anh ý vật. Anh ý vật trước đây. Đối điểm đấy. Cho anh. Chấp anh chịu đi. Chấp đi. Anh thảm lên mẹ hết cả bàn tay anh nhé. Tóm. Có đủ tay sáng được. Thằng này ngon nữa rồi. Thằng này không cương là chết rồi. Chấp một tí đây. Không được phép cương phải thả lỏng á. Nào, nào. Tiến anh không được cương sẵn nào. Hàng của tay. Để anh chấp một tí đây. Go! Cẳng vào đầu tiên.
cắn đi em. Muốn cắn cắn cả. Không. Không mới cắt ruột thế nào. Không, anh cầm bấu này, anh cầm bắp chửi. Nhà biết vật rồi, nhà biết vật cản kìa. Chạy ra là trượt. Vào đi. Anh cắt một tay đi nha, anh cầm này. Bảy lên. Thôi, áo đỏ thôi, áo đỏ em vai kìa. Thôi nhà. Đánh cẳng, đánh khí anh sao anh hả? Đánh đấy, đừng đánh cẳng nữa em nhá. Đánh cái kia là nó còn ít nhất là nó mất cổ tay rồi thì mình nhả lực được. Đánh cẳng em không nhả, em ép vai lên dẫy. Cổ tay dạy gì mà chơi đấy, hiểu không? Mình chơi thực tế là chính. Go! Cẳng nhá. Thôi. Cô xuống nhanh đấy. Chỗ này đánh kéo dưới hay đấy, móc tì luôn đấy, móc tì đúng không em? Go! Hay đấy. Ai à? Gỡ vào xuống. Chưa, cứ để đánh cho chạy đệm đi. Không chạy được đệm tay ngắn anh ạ. Được, cứ cho chạy. Anh ngắn chạy sao được? Không phải, cái đầu nó còn cao quá. Kiểu quốc tế cũng thế, cho nó phải bằng cái này. Cái này bằng xuống thì được. Lấy cái súng lưng bằng cao. Đấy. Không. Cái này. Không bỏ lại anh cho anh ơi. Đấy. Mấy giờ nhỉ? Cô em mấy giờ đấy? Chơi luôn thì em vượt lại. Không có ạ. Muốn qua tập tay không? Này vượt sao được? Đau không? Hà tay có mềm dài nhất. Chụp được. Lột hết người. Trong hiệp luôn. Thì em phải thử nó tùng quát rồi. Quân đâu nhỉ? Đấy hết cái áo xanh như thế nhỉ? Chưa tùng quát. Thua à? Tay trái tay phải. Tay phải thua vẫn phải đánh chứ? Phải chứ. Cái gì mà chuẩn rồi. Rất đẹp đấy. Tùng lò mổ ạ, rất đẹp. Giữ đi. Cứ giữ thôi Tùng. Mỏi rồi đấy. Lên. Trước ăn trộm được hiệp với nhau nhỉ? Rồi Quân đánh trước đi. Đánh trước đi. Thôi. Thôi ta đánh người khác đi. Treo vào đấy. Cường bây giờ đánh theo kiểu mẹ cổ chày rồi. Sán đi. Vậy. Để sán đi dễ ơi. Để thơm nhau cái này. Rồi. Đi. Yêu nhau đắm đuối lắm thì trận này hay lắm. Trận này đắm đuối rồi. Xoay người lại. Cường bị quả đi lại lừa rồi. Tay đau đau vậy quá.
điên à? Số này số 3 số 6 được. Go. Đó, nó xuống đâu? Chưa. Em cứ để cho đánh nhá. Để đánh bên này anh chỉ cho. Đánh tới tầm luôn đi. Mạnh thế mà đánh cho người ta có độ sướng một tí. Mình bé tí. Chưa đâu. Đấy, cứ để đấy cho nó thua cho nó đã, hiểu không? Thua thì cho họ đã. Để kia là nó cứ lơ lửng là mất sướng. Go. Rồi đấy, quanh lên đâu mày. Lôi rồi. Ăn mất rồi. Lôi về anh ơi, anh lôi trả về anh ơi. Thông vả lôi về anh ơi, giờ cứ trở về. Kéo cứ trở về. Go. Kéo cho ấy ăn. Kéo về ngã. Đấy, cậu cười đấy. Đấy, quánh nó phải chắc. Thôi cậu này cậu tiếp nhiều quá rồi. Hoàng Bùi à? Không phải không? Không, Hoàng Bùi đây, đặc kịch đây đúng không? Hoàng Bùi đây à? Hoàng Bùi cuốn chia 40 cân nè. Ôi, chỗ này. Để Thành á. Giáo lý thông nhé, ngủ khói nhé. Hoàng ơi. Giáng lìm anh Toàn được không giao thông nhá. Go. Rồi đấy. Đây 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 đây. Rồi rồi rồi. Hoàng Bùi luôn. Hoa lại cái đấy. Quân sao đây? Quân sao mà cứ hiểu quân này? Quân này sao đấy? Không phải quân đấy sao mà cứ hiểu chiều thế? Anh vừa uống một hụt rồi. Đấy mặn mặn cũng được. Go. Đấy, đúng là đệ mình. Rồi, đây. Siêu móc. Cân có 45 cân nữa. Kéo cái cổ tay áo xuống không là bị trơn không móc được không? 45 kg cơ. Đây em tới đây và kéo cổ tay áo. Go. Làm phát nữa. Bỏ rồi, không gì gì đấy, gì đấy. Cuốn 42 cân đấy. Go. À được, hay lắm. Ôi rồi mạnh đấy. Lung linh đấy. Tên là gì nhỉ? Tiến là gì? Vương Tiến. Facebook. Vương Tiến. Go. Rồi. Cứ vào hội đam mê nữa. Quá nặng lần gì đang đi cuống. Đáp lại clip cái bài đấy. Lắp cái gì vậy? Go. Phúc. À được được. Chụp hình hay đấy. Phúc ơi. Móc vào đéo sợ lắm. Đừng có đấy. Mày ơi, sao đây uống nước cả. Đấy. Tinh thần chiến đấu thì anh Tùng là số 1 rồi. Tùng là giả Tuyền à? Tuyền không có nhiệt Tùng Tiền. Tùng Tiền. Tùng Tiền. Tiến gặp Tùng. Ở trên nhỏ rồi. Tinh mơ về. Một tay anh em tí. Rồi, go. Wow.
kèo. Rất vã, mở ra. Mỏi ngay cái đéo ơi, gặp mẹ ơi, tung lô mổ ghê lắm. Bán luôn nha anh, cái dây đấy. Cái dây này 1 tỷ mua không em ơi, 1 tỷ mua không? Cái dây này oánh kinh mô bè hay nhở? Dây này em buộc dây, dây đánh có lực. Không! Chạy không chạy nổi, trơn thì sao? Nhưng mà anh thấy mày trả kinh với anh thế nào? Làm sao mà kinh được với anh? Anh không ra được kinh. Chứ anh ra được kinh. Gặp anh là tâm kinh. Anh kinh được anh thôi thì có... Khoan lòng em. Nhưng mà kinh cùng hạng cân nhờ. Cùng hạng cân là đẹp. Tiếc hết đúng không? Em móc vào cái móc của tổng thống. Nam ấy chưa? Nam ấy. Hùng đâu nhỉ? Về rồi à? Rồi, ok anh. Ra bảo Hùng vào làm anh gái. Go! Xuống đấy. Móc đỉnh. Sư thầy ăn chay làm sao mà đánh. Có gì đưa tao khổ này. Không được em ơi. Cho em gặp anh này. Đến anh gặp Thanh, hai thằng Thanh gặp nhau. Mày ăn làm sao được? Mày về. Thanh chỉ biết nhường nghe. Không. Thằng Thanh cứ đổi tên lòng hoàng cùng về đó nhớ. Đây trên này tôi chưa, tôi đây ngón này chuẩn lên này, trên bên này này đấy. Không cái ngón trỏ cho hẳn lên cho Thanh rồi. Cho mặt qua cái này rồi. Ờ, bị qua một phần này. Lòng bàn tay rồi, Thanh mà. Go! Chưa thấy gì? Chưa thấy gì? Chưa thấy gì? Đấy, đánh nó phải chạm, nên nó mới sướng. Móc đỉnh, cực kỳ kinh luôn. Chiêu đúng rồi của Đức đấy. Khó chịu lắm. Khó pha lắm. Giật luôn. Go! Chú bắt luôn, không phải chỉnh tính. Chú bỏ rồi, biết rồi. Quấn công vào Thanh, quấn công vào Thanh, quấn công vào. Nhớ lại. Mày chưa được bây giờ đấy. Anh bảo mày, đừng có sợ rồi đấy. Buộc dây vào đi hiểu luôn rồi em ơi. Anh ơi, buộc dây vào thua luôn đấy. Chứ dù nó bỏ dây rồi, mất cả lực tuyến từ này. Mấy cái quay đi, cho thằng Phúc, mấy cái thằng Hùng, Phúc nó, mấy cái Hùng đi ra kia lầy xe. Xe gì? Anh là chưa đấy, em có chiến đấu được không? Mệt thì nghỉ đi, thoải mái lên. Tiền vào đây đã đúng không? Tiền vào yêu hết tất cả. Cầu trước, Dương Đức này gọi là cổ. Go!
180 con nè. Con quân đánh ra để cho nó quay. Kinh rồi đấy. Bé tài chuẩn rồi. Chuẩn kinh rồi. Chuẩn kinh rồi. Chuẩn kinh rồi. Kinh mòn thủ rồi. Thủ rồi. Đừng có chuẩn rồi. Có ăn chuẩn rồi, kinh rồi. Nếu mà kinh chuẩn rồi, có số chuẩn. Cứ giữ đây. Tùng là mổ đánh hay đấy. Lúc sau là em hỏi quay về. Rồi, Tùng giữ đây, Tùng giữ đây. Giật nhảy lên. Tùng đây sướng. Chúng vẫn sẵn sàng. 180 con được. Được không? Được. Tiếp tốt là phần đầu ngay. Rồi. Đéo để ý vân tay dài gì văng hết này. Em đang dìm má. Đang lại yếu quá không dìm được. Không dìm được đâu, chiều đang khó chịu. Ấn bắt đỉnh. Phải khéo ra mà rồi. Đạp chân đi, đạp chân vào 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 ấy cơ. Go. Đấy, quân cứ dìu dìu ấn đỉnh. Bao nhiêu chưa 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 đâu. Xanh không mới cả đấy. Rồi. Không được công, không được công, không được công. Không được công. Thủ rồi. Thủ. Không được thành công. Cứ nhổ biết xuống ngồi xuống là thủ. Thủ rồi. Hai con mắt nhìn lên. Thủ đây. Chưa. Chưa. Cứ để nguyên. Các anh cứ nhìn bên này. Cứ thủ đây. Không thành công. Không ép, không ép. Thôi rồi. Rồi. Vẫn chưa thành công. Kinh này vẫn chưa lấy nhiều lần lắm rồi. Lắm rồi, quân nhiều. Lắm rồi. Phải hơn trước bao nhiêu này. Anh ôm. Anh muốn gặp anh cười. Lâu lắm rồi thì không. Hôm nay là không phải áo phác rồi. Hùng ơi! Khỏe rồi hả? Hôm nay lên là có linh linh. Hôm nay là khỏe rồi. Hôm nay là hạ tất anh em đấy. Anh em Bắc Ninh à? Khỏe rồi. Bắc Ninh ấy. Hùng ơi! Nào, một hit nào. Số 1 Bắc Ninh à? Áo đen là số 1 Bắc Ninh à? Số 1 Bắc Ninh. Gặp Hà Tây à? Top 20 sao chụp kê. Và nó cầm cái tay em trai đấy luôn. Đấy, để này, bình tĩnh, được rồi, có đinh này. Đấy, bỏ ra, nắm ra. Ông để cho anh em. Anh, em hai thằng nữa, em thi xong rồi. Thửa tí, chỉ lên tàu ba đúng không? À, tay sang kia kìa. Lùi lên. Mở tay rồi. Bột đi, xong rồi buộc dây, xong rồi dễ nào. Sasuke Bắc Ninh. Đi ơi. Quân ơi, mở anh chai nước đấy. Quân. Mẹ phải quay những cái thước phim hay anh em mới được xem. Ờ, mở anh cái, mở hộ ấy. Có thể lành kia, Quân lấy cái. Đau. Đang bị đau tay. Chịu đau tí. Đang bị chỗ đứt tay, bị đau. Mày thả anh rồi. Vung vai thông vung vai hùng. Đấy. Chỉnh luôn tay đối phương kìa. Đóng cái nào, vung vai nào, đóng một cái nào, vung vai nào, thẳng tay ra nào. Gơ. Ôi, sao thế? Anh Dung ơi. Thế mà cứ ê, vô đi đi. Anh Dung mạnh đấy nào. Hít. Dung ơi, lại làm hít đấy Dung ơi. Cứ cái nào, cứ cái này nào. Ừ. Hùng Mai nào. Hùng. Từ từ, thả lỏng. Ông cương trước. Rồi, thẳng rồi. Thấy chưa? Rồi, nhìn nhiều quá. Ôi. Đấy, Thanh vào đánh em. Đấy. Quân gặp anh em Bắc Ninh gái có kiểu lượng Lào Cai gặp Bắc Ninh gái. Thôi mày lượn nó đấy. Mày nhiều quá rồi.
Mày tao quay đây á, clip đéo đâu, mày vài trận không clip nào thiếu mặt. Rồi rồi. Hùng ơi, anh em mình lại cái. Mỏi mày ra lúc anh dã 20 mấy hiệp với anh Đồng. Đánh cho nó vui. Để kỳ sau nạp tiếp viên anh ạ. Không nắm được thì đang nha. Rồi. Chạy tay người ta. Đóng con cái vào. Không cầm hết cầu hết này luôn. Cái này đúng không ạ? Quân một cái này là tốt quá nên nó hở hết là gì đấy. Rồi ok rồi. Đây là quân. Quân của cái này là được kiểu gì nữa. Rồi. Go. Hiện tại đang vô địch. Anh Dũng. Anh mà bắt cái ca này. Anh Dũng thắng Vân Lào Cai rồi. Cố lên đúng ơi. Đúng là hội cu to thì cu bưng. Nắm vào, đóng cái nào. Hôm nay cởi áo rồi, còn chưa bảo khoác khác. Ôi trời ơi. Cu bưng. Đó. Đó rồi, trên cái. Đó được, đó được. Còn gì nữa? 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 Còn chết rồi. Kiểu giật hai nhịp này kinh phết đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Thôi. Dạ. Đây rồi, Thanh vào đây. Mẹ một hít thôi. Mày một hít thôi. Cứ lắm thoải mái đi anh ạ. Anh Đồng không mặc đồ nữa. Gặp lại. Còn này đưa hàng Yến Thanh vô một hít là chắc rồi. Két bia nhỉ? Đâu nhỉ? Quá két hay sao chứ? Không phải là hẹn nhau là như chửi à. Đấy. Cao này hẹn nhau đúng không? Quân ơi, châm nhanh điếu thuốc ấy. Đồng ơi, bảo hẹn nhau gì với Dũng với cả Yến Thanh ấy. Gì? Hẹn rồi. Hẹn nhưng mà phải gặp nhau từ trước chứ bây giờ tan miệng tay rồi. Biết rồi chứ là cứ bảo khoác đấu tay. Đúng là vào hội khu vực khác. Mạnh hơn thôi. Thôi thôi được rồi. Kiếm một cái không phải may. Đóng cái nào. Nhanh không đáng một cái. Đúng đóng một cái là cung vai là anh Thanh. Nhanh 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 vào Thanh ơi, nhanh vào. Ôi giời. Giờ không dậy được rồi. Ôi giời. Hạ xuống nào. Bây giờ mấy giờ rồi? 11 giờ. Nó bận đây, anh Thành phải trì một mua đấy. 2 tiếng mấy vào. Không nhúc nhích. Thôi, Kiến Thanh ra. Thôi, đánh thôi đấy. Thôi đấy. Anh bảo kéo anh Thành phải trì một mua đấy. Mày tan rồi. Đang anh luyện kiểu gì đấy? Kiểu gì ghê đấy? Đúng là hội phụ nữ. Anh Dương. Đúng không? Okay. Hội trước sờ. Ôi Dương mất mẹ rồi. Mạnh nhờ. Quân khung sẵn rồi. Quân mệt rồi. Bây giờ tốt. Go. Anh chửi anh à, tay khỏe à? Mày biết hội anh à? Tôi Tùng ơi. Ôi Tùng đấy, Tùng ơi. Mày biết hai chiến này. Này bà bà. Go. Lại kinh mô gì rồi. Đại giảm do tuôn tôi. Tùng mò mổ. Clip béo lắm, vài phát. Em đi chơi hai bên hai con. Mày đi chơi gái á? Bắt lặng hai con hai con. Bắt lặng hai con hai con. Đang này. Hai con nếu chạy được. Giữ lặng nhé. Chính đoạn đấy người đang Go. Không cần kinh mô vi là thắng rồi. Chưa cần kinh mô vi. Ôi thua rồi. Bên này để anh bắt cho nhá. Anh em này anh bật đúng nghìn lần. Đúng. Bây giờ là bao nhiêu lần rồi? Mày anh hưởng tuệ, em tuệ lỗ mạnh lắm. Đi thì anh nhổ bên anh hạ cái vào tay rồi. Đúng không? Mạnh nhất Việt Nam rồi. Chảy máu, anh bị chảy vào tay. Đã đó, đã đó tay. Anh Tùng ơi. Hôm qua bị con lợn nó đạp vào đấy. Với lại anh đúng không? Đánh kèo nhá.
Cơm đánh hay quá. Càng đánh càng hay. Hình như là đánh được chiêu này rồi. Đôi tháng về trước, đôi 3 tháng về trước và em này móc khó chịu như đức rồi. Đánh kể cả tốt, đánh giống như hơn nhưng mà nó nghỉ lâu quá rồi. Go! Bố tôm không lại được. Go! Em lại ba lâu à? Đấy, anh đi, 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 anh móc tốt các không ra được đúng quẩy mình đầu bảng luôn bỏ không đi ăn gì sau đi chiều về rồi tới đây ba đang trong mấy quạt này quần 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 Anh bả đà dài dài đà ra chú hoàng hoàng bùi vào tiếp chưa đấy không trái tên đang vãi coi hôm nay dực go đỏ như bao hóc đỉnh đấy đà dài ra vật đến hai nhau vào rồi dài cái sao cái bàn ra đi xem sao thì lẹ tôi là mổ clip bôi đâu 2-3 cái 2-3 trận thì lẹ sợ thật ai gọi là thì lẹ ngày 180 con lợn mổ đi bé được mặt là thịt mẹ cầm điện thoại tức tay rồi 15 phút nữa nhá, anh em chuẩn bị 15 phút nữa. Đi về à? Để anh mặt lốt đã. Ai về đánh luôn. Hội mình đang ai về đánh luôn. 15 phút nữa để đi đâu, phải nói 15 phút nữa để nghỉ. Lái ra xem nào. Không lái được. Ngón tay quân nó khỏe, không lái được. Quân nắm chắc mà lái được. Go! Rồi, tập này
Phải lúc quân thua cậu này đúng không? Anh Thành anh Đồng vào làm quả nữa đi. Anh đưa cái thành này cơ. Em đánh kinh một trận. Anh Dũng 72 cân nhưng mà cu chiếm 10 cân. Bây giờ cu em 11 cân. Đấy. Thủ đi, móc thủ lôi, thủ lôi, móc nó. Móc chi thủ. Xếp mạnh dưới vào. Cái bài mà chúng bảo đấy. Được đấy, quân ơi, được đấy. Rồi. Rồi, phải siết đấy quân nhỉ không? Đánh móc đánh bài này bang oánh hay bang đâu rồi nhỉ? Cái trận nó đánh kiểu đấy đấy. Đấy tôi ạ. Cứ vai. Đúng rồi, móc vào được là được, là được rồi. Không, nó kiểu đấy. Lại đây, lại đứng lại, đừng có công nhá. Rồi. 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 Cứ tập trung vào điểm tì thôi. Công ly. Rồi. Từ 1-2 phát. Đây anh giúp anh đến. Anh giúp anh đến. Anh giúp anh đến. Vào đây, xuống vào đây. 12 giờ hơn rồi đấy. Anh Toàn nữa rồi. Bùi, cố lên em. Đói không? Thôi bổ cho. Có ăn sữa không? Sữa. Đói được đâu. Siêu móc này rồi. Rồi. Rồi rồi rồi, thừa luôn. Thừa thua luôn. Thôi anh ơi, mệt. Anh Hùng ơi. Anh Hùng vào đi. Áo đỏ, anh vào áo đỏ. Đừng, đừng. Áo đỏ ơi, anh em nông tập. Đừng, đừng. Áo đỏ, anh em nông tập. 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 Ông kia, ông Long lại lên. Vẫn đến 1 giờ đi. 2 rưỡi thôi. Một đảo, anh em nông tập. Nó khỏe lắm. Còn rơi cả dãi là mồm luôn. Tao nào uống bia chưa đấy? Đi ra ngồi chứ, nãy giờ đốt hết mấy bọn thuốc. Phải vào đây. Phải vào đây cho đốt cho lo đây. Không bật được. Đi bán rồi, tí nó về. Anh tin nó, anh bán về bán nhà. Bắt mẹ nó vào, đúng rồi, anh em thịt. Khói nó lại anh em quất. Quất tôi. Anh em đóng này. Đóng này. Cứ bài mày với nhau đi. Long với lần giúp nó trổi hàng một chân nữa đây anh em ạ. Trổi 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 trong anh quay đấy đấy phải hơn móc đéo tốt rồi sao hẳn móc nó đánh móc rồi hai ông cao với nhau. Anh đánh được móc có thể nói mà anh không phải đánh móc tí anh sửa đó đánh nhưng mà móc anh chỉ đấy anh giúp anh chiêu thôi bên em đây. Ôi, thì đánh được ngang tầm hùng không? Đúng rồi, em tiếp tục chiều này. Bên đồ bên đúng không? Bây giờ nó vào bằng ngoài. Không? Lăn đi video khỏi bệnh nhá. Sống bỏ không? Cái đám này mày đấy. Nóng bệnh quá. Yêu tôi dùng thương bài em hôm nay. Trời đàn. Anh Hùng, anh nhầm anh tổ chấu á. Con cái mà. Hết lâu rồi. Để cao tay lên đi. Chưa thì ta đạp. Một lỗi anh lăn đều vào. Thử ra anh không nhá. Lắm 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 ạ. Go. Rồi. Được. Bá chàng bạn. Để lại này. Để lại này. Thử gặp cậu Bắc Ninh tí nhỉ. Anh nhìn dùng cái này. Anh thành vào đây. Ok. Hai chén bia nhỉ.
Mày ghét từ lần trước mau, anh nhớ mà. Mày ghét. Có đây anh Thành trước đi. Móc đi anh, móc đi. Anh tung luôn rồi. Đây. Em anh đánh lại nhà anh đi. Vào đây anh Hồ Dũng ơi. Vào đi. Tùng lốt rồi thôi nhá. Tùng nhá. Lốt rồi thôi nhá. Lốt chỗ này thôi nhá. Cấm vào rồi. Xong về bình nào về đây tiếp. Em lên câu lạc bộ phòng tập thể hình ở Mai Lĩnh Nhân Vật với cả phòng. Đúng rồi, nhìn nhiệt. Đúng rồi, tôi là sao mà anh. Xui anh. Đâu chỉ bỏ vậy. Ông này ông đẩy tạ hai khỏe lắm. Rồi, go. Phải kinh. Ngải ra sai em làm vụ rồi, chết rồi, lại gặp kinh rồi. Giữ đi anh đừng xuống hội giữ. Tu trò này giật lên mà. Em cắt tao cắt. Đâu, Thanh phải lướt. Thủ thôi, tôi nhớ tay cơ bỏ. Không lướt được. Càng không cần chết được, không. Anh thôi, anh Tùng giữ đi. Không cần. Tùng thủ thôi, chạy. Thanh này vội quá. Ngả tay mày nó yếu. Ngả tay mày nó yếu. Tay mày nó yếu. Tay mày nó yếu. Tay mày nó yếu. Móc luôn. Móc đâu thì Thanh móc đòi phải. Con gái anh. Thanh mỏi rồi. Chết. Các kiểu đây không? Các đòn đi. Ôi, mẹ gãy mẹ tay giờ. Quay luôn. Đi 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 đi. Đấy đánh luôn anh Thành trận đi, nốt trận anh Thành Minh Dũng đi. Thôi để anh đánh đánh một đánh bừa lên đây. Thôi, Băng Linh gặp trong mà chặt khớp đấy. Trong mà vỡ tay đấy. Chặt khớp. Còn lại quá nguy hiểm luôn. Anh Long dạy chiêu này à? Nó cương nó định lại nha. Như là quá. Chưa một phá. Con đánh từ số 5 đây anh ơi. Rồi Tùng bây giờ là số 2 rồi. Xong rồi nắm này này. Cho em nha. Chúng ta thử chiêu kinh mô veo của Tùng này. Thôi không phải nói đấy. Hả? Thì anh với Tùng đánh kinh vô với anh nhá. Tùng cứ đánh kinh. Quả này đánh anh cho Tùng ra kinh luôn. Go! Sao lại tôm? Anh Đồng, anh tay có móc cơ mà. Đấy mà, bây giờ là chưa làm thả. Là ngang. Tốc roi à? Phải tốc roi à? Thôi. Vẫn không phải móc. Đấy là bả rồi. Đấy vẫn không phải móc. Đấy, tốt rồi. Tiếp à? Móc mà anh có tốt đâu, anh có tốt cái ngón đâu. Còn nước vào, còn nước để sống xoay nước đấy đã. Bang ơi, đánh phải đánh móc ơi, tốt, mẹ đau tay lắm. Anh đánh mẹ. Ừ. Sao đây anh? Rồi, anh còn cái vào đây cho em, hay anh còn cái vào. Rồi, go! Rồi, vui anh á. Đừng đùa anh nhà, không biết đánh móc thôi nhá. Anh đang chú rồi, nhưng mà anh đéo tập. Anh tập tốt. Đang đi rồi. Móc đi. Xuân cái nữa nào. Ôi giời ơi. Đánh lên anh ơi. Thôi đừng buộc. Đấy. Thôi buộc đâu anh ơi. Không cần buộc đâu, đánh một đây qua đi uống bia đây bạn ơi. Đánh đừng để luôn. Ba phiêu Hà Thành. Người anh 7 mũi đấy kia để anh. Ôi, mũi rồi. Quan trọng. Quan trọng mũi đâu. Đấy để cho chú ba người, chú Quân, chú về chú tập thêm. Quân bị vả tốt, không được, không đỡ nào. Không có mặt bao giờ, phải yếu lắm. Anh Thành đang dạy. Ok, anh cầm vào đây, anh cong một tí vào đi. Go! Húc đập vào. Đây không phải là móc thôi. Anh thử móc em nào. Tôi là móc như vậy. Móc cổ tay vẫn thẳng tưng. Anh rồi, anh đâu, anh móc. Móc đâu móc. Anh chưa móc. Móc cũng phải cong cổ tay vào chứ. Móc cổ tay vào nha. Tay anh vào thế anh. Bây giờ chơi kiểu này này. Đấy, sẵn vào, sẵn vào. Không được bẩy đấy nhá. Anh thử dưới phần dưới thôi. Chơi anh. Go. Go. Đúng rồi. Vẫn kiểu tốt. Không tốt, không tốt, không tốt. Bảy tốt rồi. Thấm tốt. Anh Thành không quen đánh kiểu này bao giờ. Lại vả. Sẵn tốt rồi, anh Thành chéo tay rồi, sẵn tốt rồi. Ngang này ra là anh Thành đánh. Anh Thành đánh khó, anh Thành đánh. Như vậy anh ơi. Mỏi tay lắm. Dưới vậy đâu ngồi xuống. Đây thì không phải móc nữa rồi. Cùng
Đây là kinh mu rồi. Kinh mu rồi. Đi ăn đi. Thôi. Anh ơi, em bao clip nhá, dừng nhá. Rồi dừng rồi. 12 giờ rồi anh em. Bây giờ để đánh tiếp, chờ chờ kia đánh tiếp. Điện thoại của anh đi. Anh Thành mở mở hôm cơ ấy. Đặt chưa? Anh Hùng đặt rồi, em còn phụ của trách nó. Nốt phát này nhá. Ảnh diễn biến móc. Ôi, đánh kiểu gà mờ ấy. Móc cũng phải cong cổ tay vào. Anh thẳng tưng này. Không, nhưng mà quân với ba nó đánh được. Anh chưa nắm được. Anh đánh như thế nếu mà buộc dây vào, à không buộc dây anh không đánh được. Đánh móc như thế mà buộc dây vào anh không đánh được. Vung vai cho em. Vào thì kích, nhanh mỏi. Ra ba được. Nhưng mà cậu nào đánh... Không biết là gặp kiểu này là chết ngay. Anh bị quấn vào trong rồi. Đang căng ngược. Căng ngược. Thôi. Tiến Anh. Căng cơ chưa? Nó nằm kinh. Đâu, anh mất cổ. Nó nằm kinh quá, nằm chặt. Giống thôi buộc dây đâu. Thôi rồi. Dây làm gì anh bé? Anh đã không muốn đánh buộc dây để đi cho nhanh thì lại cần. Giá thấy các anh Đồng thì cả. Anh Đồng gọi cho không thấy đâu. Anh không gọi em đâu. Hôm mới ông xuống phòng là anh có số em mà chẳng gọi là còn. Xuống nhà anh hai uống rượu. Số 2 gọi ông này bận này, còn lần này thì nó bảo em 3 phút không có thì. Không biết đâu thì đợi ông vừa uống rượu nhà anh hai buổi chiều và anh em bên phòng đi xuống làm vẫn lắm. Xong anh em xuống cứ ở đây. Cường ở đây về nhỉ? Gọi em mà em anh hai xuống nhà. Rồi em bảo là đang lúc về cái gọi này. Đi đi đi. Rồi mất cổ tay rồi. Anh em là thôi đi đây rồi. Thành ơi. Em nắm móc anh Thành. Có anh đâu anh? Lại đến anh Đồng. Thôi được. Cho anh Thành miếng nguyện buông anh em ra đây chưa đi. Đi chưa đi. Đấy mình bảo anh ra phụ trách ở ngoài quán ấy không ạ? Em ra phụ trách ở ngoài. Em ở lại thôi. Các mọi người đi hết thôi. Em cứ treo vào đây. Em mỏi hết rồi. Này. Còn anh hai anh biết là. Hai dư hai cái rồi lấy một cả, lấy hai cái cho nó anh. Chưa cho anh Đồng này đi. Không được cương sẵn nha hai anh nha. Đứng thoải mái với em nha, cương được cương nha, phải thoải mái nha, không được cương, phải thoải mái nha, không được cương, phải làm em chỉnh tay hai em cương biết. Thôi đỉnh này. Go. Mặc rồi, ngửa một tay mạnh lắm. Đánh móc, đánh to đi. Quay bài đi. Kéo một cái. Tốt vào đây. Vào đây. Này đuối rồi. Go! Móc vào. Bị móc vào. Thôi, đi ăn. Thôi, đéo móc được. Nắm đi xuân, cứng quá. Vị trí móc vui. Vâng. Quấn vào lôi này. Lôi vào đằng sau rồi nhỉ. Anh ấy cầm này. Anh ấy sưng rồi. Mình đập cái này. Quấn vào cá đập cái gì. Anh Đồng móc vào cái này. Em không mấy. Ngon của anh Đồng. Em đăng ký em bảo đăng ký luôn rồi xong rồi. Thôi cho em gì, đánh thẳng tay luôn đi. Em lấy. Nhớ đang say nắng kìa. Xuân cuốn cổ tay mà anh không đánh được, đau tay thật. Cuốn vào anh không biết móc. Cơ nó căng mà. Cuốn vào này anh mới cần để thẳng hẳn cho anh ép nó xuống. Được rồi anh. Anh làm gần đúng rồi. Rồi. Anh em gần nhau. Cái lực mà không đủ dây đau đồng tử chặt hơn. Không được cương chân hai anh em nha. Đúng rồi sang đồng tử đi rồi. Khỏe lắm. Tốt hay đấy mà. Phải móc rồi. Không, không đảm bảo đâu. Phải vào được móc. Không đảm bảo đâu. Không đảm bảo. Đấy. Go. Đấy. Cái gì? Go. Đấy. Anh đâu dẫn cái xuống. Mở ra các bạn ơi. Có nghỉ nghỉ nghỉ. Đi Tao luôn luôn. Đây em thảo đây. Giờ anh em mình bắt tay mỏi. Cửa rồi. Đồ anh này ra này. Anh về cầm điện thoại này. Kết thúc nha. Ai cho anh buộc chân nút đây này.